Rồi chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Bee Channel và review đồ công nghệ hoài cũng chán đúng không? Thì hôm nay mình sẽ đem với anh em 7 game về robot, về tương lai, về hiện đại. Đại loại đó là thể loại như vậy để cho anh em giải trí cũng như là đỡ căng thẳng hơn sau những lúc mình làm việc mệt mỏi nha. Rồi đây là những game mình đã chắc lọc, mình chọn ra rất là tốt. Rồi thì hiện tại thì Bạch Long Mobile đang có chương trình giảm giá vào tháng 3 rất là hấp dẫn. Anh em có cơ hội trúng luôn cả một con S10 Plus nè. Và rất nhiều phần quà khác thì link mình sẽ để phía bên dưới để anh em tham khảo qua. Và hiện tại thì Samsung Galaxy S10 đã được giảm giá rất là sâu, khoảng đâu đó tầm 16 triệu rưỡi là anh em đã sở hữu rồi. Và anh em có thể tham khảo tại đây luôn nha. Rồi quay trở lại với 7 game của chúng ta. Đầu tiên là Mech Babel. Thì lấy bối cảnh tương lai khi tài nguyên dần cạn kiệt sau cuộc đại chiến. Lúc này thì sẽ xảy ra một cuộc tranh giành giữa những người sống sót để tìm lấy cái sống cho riêng mình. Người chơi sẽ đấu tranh với nhau bằng những con siêu robot. Những con robot này mang vũ khí và sức mạnh rất khủng khiếp. Anh em sẽ điều khiển những con robot này trong game và chiến đấu với nhau trong những màn chơi ngẫu nhiên. Và anh em cũng có thể tự tạo ra người máy cho riêng mình bằng cách lắp ghép các mảng linh kiện lại với nhau. Nhờ vậy mà các cỗ máy chiến đấu của anh em sẽ vô cùng độc đáo và chỉ độc nhất anh em có được con đó thôi. Và đồng thời để hack não đối phương thì anh em cũng có thể trang bị cho mình những hệ thống riêng biệt và kỹ năng riêng biệt cho chính mình. Các map trong RAM cũng có thể thay đổi, tùy chỉnh theo nhiều map rất là đẹp như là sa mạc hoặc là bão tuyết. Không gian rất là lý tưởng để anh em tung đòn solo kill đẹp mắt nha. Và có cả thể tức đấu 4-4 cho anh em có thể làm một cái team vui vẻ với nhau. Game thứ hai là Mecha Storm. Cốt truyện xoay quanh cuộc chiến ngoài vũ trụ. Anh em có thể lựa chọn hơn 30 cỗ máy khác nhau cùng nhiều bộ kỹ năng đặc trưng, cũng như khắc chế lẫn nhau nhờ những sự đa dạng trong cách chiến đấu của anh em. Và trong trận đấu thì anh em có thể mang được nhiều bộ giáp khác nhau để chống lại tên độc tài có âm mưu chia rẽ vũ trụ. Và đây cũng là cốt truyện chính của game. Nhiệm vụ của anh em là lần lượt qua những cái màn chơi như cũng như đánh bại được những kẻ thù mang lại sự hòa bình cho nhân loại. Để chống lại những đối thủ mạnh hơn trong từng màn chơi thì anh em phải thu thập đủ linh kiện để nâng cấp những trang bị hiện có của mình để tiếp tục màn sau. Và hiện tại thì game đang có phiên bản thử nghiệm miễn phí, cho nên đây là cơ hội không thể bỏ qua của anh em nào muốn trải nghiệm những cỗ máy to lớn chiến đấu với nhau nha. Rồi đến với tựa game thứ 3, Real Steel World. Thì mặc dù đánh giá là bản ăn theo của thương hiệu Real Steel, nhưng tựa game này đem đến cho chúng ta nhiều nội dung mới lạ so với người anh tiền nhiệm. Và đồng thời cũng được thêm vào rất nhiều hiệu ứng và người máy khác nhau để anh em có thể lựa chọn. Có thể nói nó là một tựa game cũ nhưng hiện tại thì nó vẫn gây được rất nhiều ấn tượng cho người chơi. Người chơi sẽ hóa thành những robot hạng nhẹ cho đến hạng nặng, đi vòng quanh thế giới để chiến đấu đem lại vinh quang cao nhất. Thì game này thuộc thể loại giống như anh em đấu boxing trong võ đài vậy. Nhiệm vụ của anh em là điều khiển người máy hạ gục người máy đối phương, và với nhiều chiêu ra đòn khác nhau nhờ sự kết hợp giữa nút di chuyển và nút ra đòn thì anh em hoàn toàn có thể tự mình sáng tạo lên những chuỗi combo rất là đẹp mắt và hay. Và game sẽ hứa hẹn đem đến cho người chơi một sự đối kháng đẹp mắt vô cùng hấp dẫn. Tựa game số 4 là Swallow Mobi. Đây là tựa game bắn súng kết hợp với nhiều người chơi, nhưng bạn hoàn toàn có thể chơi game này ở chế độ offline ở dạng chiến dịch. Bạn sẽ cảm thấy thỏa mãn với cảm giác bắn súng sướng tay cùng với lại kho vũ khí rất là đa dạng. Ngoài nhân vật, bạn còn có nhiều hiệu ứng khác nhau như là phóng điện nè, có thể gây được sát thương cho những nhân vật đứng gần đó. Nhân vật trong game cũng được thay đổi rất là đa dạng nhờ những món phụ kiện bạn có thể trang bị vào. Và nói sâu hơn, ở chế độ chơi chiến dịch thì bạn sẽ phải vượt qua những cấp độ và chiến đấu với những con boss từ dễ đến khó. Và có thể bạn sẽ nhận được tiền từ những món trang bị sau những đợt chinh chiến qua đó, và bạn có thể nâng cấp được nhân vật của bạn mạnh hơn để qua chơi tới tiếp tục màn tiếp theo. Và đây cũng như là một cách để anh em build đồ để chơi trực tuyến được mạnh hơn vậy. Và ở chế độ trực tuyến thì người máy của bạn sẽ chiến đấu với những người khác. Ở đây chúng ta có rất nhiều map để lựa chọn, cũng như là chế độ 1v1, 1 với tổ đội hoặc là một mình cân hết.
Đến với tựa game thứ 5, Battle of Titan. Đây là tựa game bắn súng đấu mạng hàng đầu và dạng khủng trên di động. Lối chơi trong game cho bạn điều khiển rất nhiều chủng loại robot khác nhau với dàn khí tài hiện đại. Và anh em có thể nâng cấp vũ khí cũng như trang bị của mình theo những cấp độ khác nhau. Với vai trò không khác gì những tựa game MOBA như là có hỗ trợ, nè, trinh sát và đỡ đòn. Được thiết kế với góc nhìn thứ ba bao quát và người chơi sẽ phải trầm trồ vì đồ họa 3D cực đẹp cùng với màn đấu nảy lửa trong game. Tựa game này cũng không chỉ có trên trailer quảng cáo mới đẹp thôi. Những chi tiết độc đáo cũng như là những chi tiết vô cùng sống động trong game sẽ làm cho các bạn có một trải nghiệm tốt và cao cấp trên thiết bị của mình. Rồi đến với tựa game số 6 là Rover Gate. Thì đây là tựa game đầu tiên áp dụng thể loại xây dựng người máy chiến đấu trên di động. Bạn không những chỉ có thể xây dựng cỗ máy chiến đấu cho riêng mình mà còn chiến đấu được ở trên không gian vũ trụ bao la và không có bất kỳ những quy tắc gì có thể xâm nhập tới bạn. Và khi lựa chọn được một con robot phù hợp với mình thì game thủ có thể nâng cấp lên nhờ những món phụ kiện tìm được. Đặc biệt là khi đánh thắng một đối thủ thì bạn có thể gom được đồ của đối thủ về cho riêng mình. Và nhờ những chi tiết đó game có phần giống những game sinh tồn nhiều hơn. Và hiện tại ở giai đoạn thử nghiệm thì game cho bạn hai chế độ chơi là chiến dịch và tổ đội. Thì đây cũng là cơ hội bạn và bạn bè ngồi lại với nhau thành một team và cùng nhau chiến đấu đem lại vinh quang nào. Đến tựa game thứ 7 cũng là tựa game mình thích nhất là Transformers: Forget to Lie. Thì được chuyển thể từ series phim đình đám cùng tên mà mọi người đã biết rồi. Và cốt truyện trong game nói về cuộc chiến giữa Optimus và Randy Jackson. Tuy nhiên đặc biệt là người chơi có thể chiến đấu với nhiều người chơi khác hoặc có thể xây dựng luôn cả một liên minh người máy cho riêng mình. Và game sẽ cho bạn một đồ họa rất đẹp và những chi tiết tỉ mỉ nhỏ cũng như là những lúc ra chiêu rất giống ở trên phim. Mà mình nghĩ đây là một sự chăm chút rất tốt từ nhà sản xuất game. Và trên đây là 7 game bắn súng robot đối kháng mình cảm thấy là đáng để anh em thử qua một lần. Thì anh em hãy chơi thử để nêu cảm nhận cho mình biết nhé. Và nếu anh em cảm thấy video hay hãy like, share, ý kiến đóng góp hãy comment. Và đừng quên subscribe, nhấn chuông để xem những video mới nhất. Rồi cảm ơn anh em.